Hello, Quý Trần Gamer đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái chức năng trong cái game War Zero này mà các bạn phải biết. Đó chính là Party. Thì tại sao phải Party? Bởi vì khi Party á, các bạn sẽ làm nhiệm vụ nhanh. Làm mọi nhiệm vụ nhanh luôn chứ không phải là một nhiệm vụ đâu. Đầu tiên là Daily Quest chẳng hạn. Thì đánh 30 con bò này đi. Thì các bạn không đánh cho nên, nhưng mà cái người Party đánh thì các bạn vẫn được. Tức là trong cái danh sách Party này có 4 người đi nữa thì mỗi người đánh 5 con thôi là hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người đánh 6 con chứ. Nó là nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là nhiệm vụ Daily Quest. Một người hoàn thành. Một người đánh 30 con thì 4 người còn lại trong Party, tức là tất cả những người trong Party vẫn hoàn thành. Đó là một cái chức năng mà hay của Party, tức là nó giúp chúng ta là cùng nhau đánh. Tất nhiên là nếu mà cái thành phần mà không làm mà có ăn gì đó thì bỏ qua đi. Party là phải làm việc, không làm thì kích ra. Rồi cái thứ hai là làm nhiệm vụ bên World West này cũng vậy. Có những nhiệm vụ thì đánh dễ, nhưng mà nếu chúng ta Party với nhau thì không phải là phải khỏe hơn hay sao? Đánh nó nhanh hơn. Kể cả nhiệm vụ Cider West này nữa. Ở đây là cái nhiệm vụ mà đánh 1.000 con bò rừng nè. Để lấy cái con thú cưỡi đó. Thì chúng ta đánh một mình, chúng ta đánh 1.000 con, đánh các bạn đánh nổi không? À, nổi. Nếu mà dùng Autolix bật lên thì đánh nổi. Nhưng mà nó lâu lắm, nếu mà 4-5 người mà Party với nhau đánh đó, thì khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi là chúng ta đã có ngay. Ô, có boss nè anh em. Do đó là cái chức năng Party nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Mà một số bạn có thể sẽ không để ý. Không để ý là bởi vì nó không có hiện ở trước mặt cho chúng ta coi thì làm sao mà biết. Rồi, quay lại vấn đề Party. Là các bạn đã biết rồi đó. Thứ nhất là Party chúng ta có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Kể cả nhiệm vụ chính, nhiệm vụ hàng ngày. Đó, lượm quà. Và cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ phụ này luôn. Là chúng ta Party, chúng ta làm cùng nhau là chúng ta sẽ rất là nhanh. Đánh 5 con King Rap đi. 5 người lập cái Party. Rồi đánh một trận là xong, win. Một mình bạn phải đánh 5 trận lận. Mà 5 người thì đánh 5 trận lận, tức là đánh ra tới 25 trận lận. Trong khi đó thì 5 người hợp với nhau, Party đánh có một trận là xong. Đơn giản không anh em? Nhanh gọn và tiện lợi vô cùng. Và đó là cái chức năng tiện lợi của Party. Vậy thì Party làm sao? Làm sao để chỉnh Party? Party thì các bạn vô tab. Đó, các bạn chọn bên phần layer. Đây, nút B đây nè. Rồi, các bạn chọn. Ví dụ như bạn muốn Party với ai đây? Thì bạn đơn giản lắm mà chỉ chọn người ta vậy thôi. Vậy là bạn mời người khác vô. Thì mặc định là cái người mời là người chủ Party. Bạn cứ mời vô, mời càng nhiều người càng tốt. Tốt nhất là những người quen. Bởi vì những ông không quen, ông không có nhận lời mời đâu. Đó, tôi mời hết vô nè. Đó, kéo hết vô. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi nha. Chứ còn một ông, ví dụ như tôi đánh những ông khác không đánh thì ông khác cũng không có nhận được tiền, không nhận được kinh nghiệm. Các bạn lưu ý là chỉ có giá trị nhiệm vụ thôi. Đó, như ta đánh heo rừng này kia nè. Mà là bây giờ ông TC Thanh Lễ này đánh nè. Tôi không đánh, tôi vẫn tăng lên cái nhiệm vụ heo rừng 777. Đó, 778, 779 thấy không? Nãy giờ có đánh đâu. Nó chỉ tăng nhiệm vụ cho các bạn thôi nha. Còn cái số tiền hay số kinh nghiệm là không liên quan. Party không giúp các bạn tăng tiền và tăng kinh nghiệm lên. Do đó là chúng ta sẽ Party khi làm nhiệm vụ. Tức là những người cùng nhiệm vụ với nhau thì chúng ta Party thôi. Xong rồi thì xóa. Đơn giản vậy thôi. Các bạn lưu ý nha. Cách Party đây đơn giản. Tab, layer và chọn. Ngoài Party ra thì nó có chức năng deal nữa nè. Là đấu nhau. Rồi trong cái phần điều khiển thì nó có deal, trade, kích và promotion. Đó, promotion tức là cho ổng lên, ổng nâng cấp lên, ổng làm như là admin của mình vậy đó. Rồi video hôm nay là chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà các bạn muốn farm nhanh, farm lẹ và farm đơn giản, dễ dàng thì các bạn bắt buộc phải biết cái chức năng Party đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm những cái người mà Party chung với nhau. Cùng chung chí hướng nè, ví dụ như ông này chẳng hạn, nó ông này đang đánh nè, nó bây giờ mình sẽ vô mình kêu là Party chung chứ đánh mà đánh 1.000 con thì tôi đuối quá, Party chung với tôi đi.
Ôi Hàn Quốc không, không hiểu gì hết. Thôi bỏ đi. Kiếm Việt Nam chat cho nó dễ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.